chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tham gia tư vấn cho chương trình hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Bình Định. Alo, thính giả của điện từ Bình Định phải không ạ? Nghe đây ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Theo mình thấy là chồng mình thì cũng thương yêu vợ con, nhưng mà chỉ tôn trọng là không có. Kiểu như anh ta tính tình độc đoán, sống bảo thủ. Vâng, anh ấy độc đoán gia trưởng bảo thủ đúng không ạ? Dạ. Trong mọi cái quyết định của gia đình thì anh ấy thường không tôn trọng ý kiến của chị đúng không? Vâng. Vâng, cái chuyện này thì từ lâu rồi hay là mới đây mới có cái hiện tượng đấy ạ? Thì cũng từ lâu rồi. Hồi giờ kiểu mình cũng nhịn rồi cũng trôi qua, đôi khi mình cũng nói lại, nhưng mà rồi biết rồi, lần mình cảm thấy cái tình cảm nó mất, kiểu bây giờ mình muốn rút ra khỏi cái cuộc sống đó. Vâng, cũng nhiều lần hai vợ chồng chia sẻ với nhau và anh ấy cũng không có sự thay đổi, khiến cho chị cảm thấy cũng không được tôn trọng. Kiểu hai vợ chồng nói chuyện với nhau không được. Nói vâng. Chuyện chừng 5 phút là hai đứa hay cãi nhau à. Vâng. Cho nên không chia sẻ được. Vâng, và không khí gia đình vì thế cũng không được đầm ấm và hạnh phúc. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và cho chị những cái lời khuyên chị nhé. Vâng. Rồi, xin chào chị. Dạ, chào anh ạ. Hiện nay là năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi, ông xã bao nhiêu rồi? Dạ, hai vợ chồng bằng tuổi, cũng 48. À, 48 rồi cơ à. Thế các cháu chắc cũng lớn rồi đúng không? Có mấy cháu? Dạ hai đứa lớn thì học đại học cũng ra trường cũng lớn lắm, còn đứa nhỏ thì hơi nhỏ, đứa nhỏ thì có 10 tuổi. Đẻ thưa nhỉ, cách nhau nhỉ, chắc là cái gì với ông xã đi làm ăn xa hay sao mà lâu thế? Không, ừ. Cũng ở, hồi giờ cũng ở gần nhau suốt rồi. Ừ, như chắc hồi đầu là lấy nhau lúc cái còn hai vợ chồng son, kinh tế khó khăn đúng không? Đẻ được đứa rồi thấy còn mãi bận làm ăn, mãi sau mới đẻ một đứa nữa. Con học đại học là học ở Sài Gòn hay ở đâu? Đại học Sài Gòn. À thế hả? Thế cũng tốt rồi. Hiện nay kinh tế gia đình thế nào? Ông xã có đi làm không? Không, làm ở nhà chứ cũng mua bán quán ăn. À, mở quán ăn đấy hả? Ừ. Quán ăn rồi. Ở nhà. Cũng được. Dịp này thì bị dịch bệnh thế này có bị ảnh hưởng không? Kinh doanh có còn làm được không hay là bị nghỉ hết rồi? Nghỉ hết luôn. Thế à? Rồi. Thế mình có trồng cấy lúa gì hay là có làm cái gì thêm nữa không? Không có. Tụi em đi làm anh ở trong Nam á. Rồi bữa nay về trong dịch. Hiện nay thì đang ở nhà. Cả hai vợ chồng đều ở nhà. Em chỉ về quê trong dịch là dẫn bé gái nhỏ đi thôi. Còn anh thì vẫn còn ở trong Nam. Anh vẫn ở trong thời Nam. Thời gian em về đây là cũng trên 3 tháng, gần 4 tháng rồi mà chị không liên lạc nhau. Ừ. Này, mình kể một chút về xem cái mức độ. Thật ra đàn ông Việt Nam thì cái gia trưởng này, rồi cái độc đoán này, đôi lúc thì cũng hơi nóng tính một chút thì nó cũng phổ biến lắm. Thì mình thì kể một vài trận hay một vài lần mà nó gọi là nó tiêu biểu, nó kinh khủng nhất này. Chẳng hạn có một lần nữa chỉ có thế này mà ông ấy đánh em thế này, rồi ông ấy chửi em thế kia, ông hành em mấy tháng mấy ngày. Kể một chút xíu đi.
Hồi trẻ thì trước 40 tuổi thì cũng có, cũng nhiều trận lắm. Rồi sau 40 tuổi thì tới giờ thì không có đánh. Có lần nào nhưng mà chỉ cãi nhau thôi. Nhưng mà mỗi lần cãi như vậy là mình cảm thấy nó mất đi một ít tình cảm. Mỗi lần nó mất một ít, mỗi lần một ít. Thế hả? Rồi mình cảm thấy mình phụ nữ là lo làm là ăn chơi, cũng không phải là ăn chơi hay là xa đỏ hay là mình xài hoang phí gì. Nói chung là em cũng xài cũng bình thường lắm. Thì đấy, nghe sơ sơ mình kể thì kể cả ông xã lẫn bản thân mình cũng đều là những người lao động làm ăn bình thường. Cũng không phải ông ấy nghiện ngập chơi lô, chơi đề rồi rượu chè đánh đập vợ con gì. Chỉ có điều rằng tính thì gia trưởng nói cái gì thì là chỉ có ông ấy là nhất, còn mình tham gia ý kiến thì bà biết gì, phụ nữ biết gì mà nói, đúng không? Nếu như mà mình là cái người mà cam chịu một chút, tức là thôi đấy kệ ba mày, mày muốn quyết định thế nào quyết định, tôi là phụ nữ tôi chả biết gì, thì chắc là cũng chẳng có gì gây sự, đúng không? Nhưng mà mình cũng là cái con người, mình cũng mong muốn là trong cuộc sống đã gọi là vợ chồng thì cũng phải có cái tôn trọng nhau, có chuyện gì thì cũng bàn một chút. Thế còn tất nhiên thì sau đấy quyết định, có thể là nếu mà quyết định ông quyết định đúng thì mình cũng theo thôi, đúng không? Thế nhưng mà ít ra cũng phải có cái trao đổi, nhưng đây thì hoàn toàn không có. Và mình cảm thấy là những quyết định là cái công việc không, mà cái kiểu không tôn trọng những cái lời nói nữa. Ví dụ như là anh có muốn sai mình một cái gì thì nói chuyện bình thường đi. Nhưng mà nói cái giọng cứ là nạt nộ người ta không á. Kiểu đúng như là làm ông nội giống phải là làm chồng. Thì em nghĩ là vậy đó. Rồi, ngay cả cái chuyện mà nói năng bình thường cũng giọng rất là như ông nội chứ không phải như chồng. Ngày xưa còn trẻ có lãng mạn lắm không? Ông ấy tán, ông ấy ngọt nhạt gì không? Thì em nghĩ là do hồi trước quen nhau cũng có ở gần nhau. Thì hồi đó cũng cùng quê hết á. Nhưng mà anh thì anh làm ở Sài Gòn, còn em ở quê. Hồi đó chỉ thư từ qua lại, còn lâu lâu mới về gặp nhau một lần, cũng không thấy gì mấy, đúng không? Thật ra thì thế này, mình cưới thì cưới vậy thôi, thương yêu cưới, nhưng mà nói chung hai người đều yêu hết, nhóm hai ép một ai hết. Rồi thời gian nó cũng làm cho người ta cũng về cảm xúc nó cũng mài mòn đi, cũng bận rộn làm ăn rồi nuôi con, rồi có lúc ngày xưa nó nhiều lúc cũng bực tức, nhưng mà rồi nó cũng quên đi, bởi vì còn cái điều lúc là quan trọng nhất làm sao có tiền để nuôi con cho nó ăn học, nó trưởng thành, đúng không? Thế xong bây giờ cuộc sống nó tạm thời gọi là ổn định bình yên, mình sang bước sang cái tuổi nó chưa cao tuổi nhưng cũng đã chững chạc rồi, quay đi quay lại để làm mẹ chồng đến nơi bây giờ ấy, chứ không phải là gì, đúng không? Thế rồi lại nhớ ra một điều nữa là cả hai vợ chồng đều 48, 49, bước sang một cái tuổi mà đặc biệt là ở phụ nữ là có người thì sớm thì là mãn kinh, có người thì tiền mãn kinh. Cái giai đoạn mà tiền mãn kinh với mãn kinh ấy là nó thay đổi về tâm sinh lý. Trước đây mình có thể rất là dễ tính, nay mình cũng thấy hơi một chút, mình cũng thấy bừng bực khó chịu, mình cũng dễ nổi nóng, trong người nó đã khó chịu rồi, xong rồi lại cái cách ăn nói của chồng nó làm cho mình lại càng khó chịu hơn. Thì ở đây cùng một lúc là nó nhiều cái yếu tố. Thế rồi lại dịch bệnh này, kiếm ăn nó cũng khó khăn này, cái cộng hưởng lại làm cho mình ngồi mình nghĩ, mình thấy mình chán đời, mình thấy mình sống nó không có nghĩa tình gì thì bỏ quách đi cho xong. Tuy nhiên anh nghĩ thế này này, mình cũng sống với nhau được 20 mấy năm rồi, và hai người đến với nhau là vì tình yêu rất là tự nguyện và cũng cùng với mình. Hai đứa đến với nhau thì cũng mới trận đầu hết đó. Đó, thế đấy là một cái mà để mình cũng ghi nhận, mình nhìn lại mình đã có những năm tháng tương đối đẹp. Còn bây giờ ấy, thật ra thì cũng có tức thật. Tất nhiên người trong cuộc thì phải hiểu hết những cái thứ nó bực lòng, nhưng mà chưa đến nỗi nào. Thật ra thì ra như ông bây giờ là ông có vợ bé ở trong đấy này, ông kiếm tiền là ông ấy toàn ở với nhà cái cô đó này, mình nói thì ông ấy đánh cho, có lần phải đi cấp cứu này. Thế rồi đã thế thì còn về nhà đang dọa là lấy sổ đỏ đi cắm sổ đỏ, hay là bán đất đi để lấy tiền mang vào trong đó làm nọ làm kia, định là đẩy mẹ con ra ngoài đường này. Thế rồi là vô trách nhiệm với con với cái này, vân vân. Nó quá tệ, mà mình thấy rằng nếu còn tiếp tục chung sống thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tính mệnh của mình ấy, thì chắc chắn là sẽ tìm cách giải thoát. Thế còn bây giờ tất cả nó đều do là không tôn trọng với nóng tính, thì cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nó cũng tính nó thế rồi. Con người người ta nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một cái người đàn ông mà gần 50 tuổi rồi mà bảo là ông ấy nóng tính với ông gia trưởng, bây giờ có cái thuốc gì hay có cái cách gì để làm cho ông ấy trở nên dịu dàng, mềm mại, rồi yêu thương, rồi trân trọng vợ con thì khó lắm. Bởi vì lúc này là không còn thay đổi gì được nữa. Thế thì đã không thay đổi được thì thôi ta chấp nhận. Mình nghĩ đến cái chuyện làm sao để cho mình nó dễ thở một chút này. Thôi nhân dịp vừa là dịch bệnh này,
mình cũng cần là có thời gian để còn cái thằng lớn thì là nó học đại học rồi thì cháu nó cũng đỡ, chỉ cần gửi tiền cho nó ăn học thôi, còn cái con bé con nó cũng còn đang đi học thì để cho nó ổn định, ít nhất thì cháu cũng phải học hết phổ thông. Thì lấy lý do như thế thì ông xã cứ làm ở trong đó đi, mình trở lại quê rồi, lúc này thì dịch bệnh nhưng mà nó qua cái dịch này đi, mình nghĩ cách, một là mình xin việc gì đó mình làm ngay ở tại quê, rồi mình có thể cũng lại kinh doanh trở lại, buôn bán trái cây hoa quả hoặc là cái gì đấy để nó phù hợp với sức khỏe. Một mặt là để mình gắn bó với lại quê hương, gần gũi với anh em họ hàng, rồi mình là cái chỗ dựa cho con nó đi học ở trường quê cho nó dễ là tiện, chứ cứ theo bố theo mẹ vào trong thành phố rồi đi học với các bạn ở trong phố cũng nhiều khó khăn, cũng khó hòa nhập. Và đấy cũng là một cái cách mà để cho vợ chồng nó giãn ra 2-3 tháng. Ông có nhớ ông có về thăm một lần ấy thì chắc là vài ngày cũng chả nỡ đánh cãi chửi nhau, rồi lại vui vẻ rồi lại đi. Gọi là nó đã khó tính khó ở, cất câu nói lên là khó có hòa hợp, không nói với nhau được lên 5 phút thì cái biện pháp mà tách nhau ra cũng là một cái mà để cho nó hạn chế cái bức xúc bực bội. Bây giờ em tính là phải giãn ra y như anh nghĩ đó. Đúng. Em tính là giãn ra. Nhưng mà để mà giãn ra ấy thì mình phải có công ăn việc làm. Không biết là cái việc mà mình... Không, cái chuyện kinh tế gì đó em không có lo. Ừ, ô thế tốt. Nhưng mà như giờ em tính là giãn ra, chứ dùng nếu mà còn tính thì không thay đổi đâu. Còn đúng, theo em mà nếu cảm thấy cái cuộc sống mà nó như cái hôn nhân mà nó như cái nấm mồ thì chắc như từ nói thì có thể là rút ra luôn, chứ còn em thấy kiểu sống vậy là rồi, rồi mình cũng ở trong cái bóng tối vậy. Nói thế thôi nhưng mà cũng nếu còn cố được thì cố giữ để cho các con nó có một cái một mái nhà, có một gia đình, còn mái ấm thì chưa dám nói bởi vì nó có ấm đâu. Thế nhưng mà thôi, cũng đến cái tuổi này rồi nó cũng tan tác ra, rồi chỉ vài năm nữa thôi, rồi sức khỏe nó cũng sa sút dần đi, rồi con cái cũng trưởng thành, đứa lấy vợ, đứa lấy chồng, rồi có khi là chính ông bà lại túng ở với nhau, nương tựa nhau ấy mà, đúng không? Nhá, thế thì gắng đi, trong dịp này nhân tiện là té nước theo mưa, có dịch bệnh này mình về quê mình giãn cách ra, đồng thời mình ở xa nhau một thời gian nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Hy vọng rằng từ những cái lời tư vấn của anh thì chị có những cái cân nhắc, những cái suy nghĩ để mình thay đổi cuộc sống vui vẻ hơn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, chào chị. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ. Chị em hỏi là em quan hệ mà có cảm giác. Xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 27. 27 tuổi đã lập gia đình chưa? Đã lập rồi. Lập gia đình rồi, nhưng mà khi mà quan hệ với vợ thì không cảm thấy có cảm giác gì đúng không ạ? Vâng, cả với ai cũng thế. Với ai cũng thế. Tức là mình cũng có những quan hệ với những người khác nữa rồi hả? Vâng, em không thấy đâu cảm giác nữa, em đi thử. Thế à? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Alo, chị chào em. Vâng, em chào chị. Ừ. Em nghĩ là khi quan hệ thì sẽ có cảm giác gì? Đâu, nó cứ vào sướng ấy. Ừ. Mới đầu, hồi mới lớn thì có cảm giác sướng sướng nhá. Ừ. Sau thì nó không có cảm giác, nó bão hòa đi rồi. Thế thì cái lúc mà để có quan hệ thì mình cũng có nhu cầu chứ, đúng không? Vâng, có chị ạ. Có nhu cầu, có thèm khát. Bởi có nhu cầu thì nó mới dẫn đến được cái việc gọi là theo cái sinh lý ấy. Thế và rồi cũng đến cái giai đoạn gọi là kích thích này, xong rồi lên cao trào này. Thế và lúc đấy xuất tinh. Thông thường thì người ta gọi đấy là cái giai đoạn cực khoái ấy, đúng không? Vâng. Thì ngày trước thì mình thấy khoái, bây giờ không thấy khoái à? Vâng, đúng rồi. Bây giờ thấy người nó như thế nào sau khi mà thường quan hệ em duy trì được trong bao nhiêu phút? Lâu chị ạ. Lâu là bao nhiêu? Có lúc là 20 phút. Thế à? Vâng. Thế thì cũng lâu đi chứ nhỉ? Mà lâu như thế thì có nghĩa rằng là cái cuộc tình đấy nó cũng tốt ấy. Vâng. Thế trong quá trình 20 phút ấy thì thấy có cảm giác gì? Vâng, mà... cũng lúc có tí cảm giác sướng sướng thôi. Nó là cả một quá trình chứ đâu phải là chỉ ở cái lúc mà xuất tinh xong, đúng không? Nếu như mà em không có cảm giác gì đó và không có hứng thú ấy, thì thông thường cái cuộc tình đấy nó sẽ rất cũng nhanh lắm.
Đấy, thế thì của mình lại được tới tận gần đến 20 phút cơ. Thì trong cái quãng 20 phút đấy là mình cũng có những cái trải nghiệm nó hứng thú đúng không? Ừ, thì đấy là cảm giác rồi còn gì? Em có nhu cầu cao lắm, chỉ có cách nào để cắt bớt nhu cầu được. Cao là thế nào cơ em? Cao là kiểu ngày 2-3 lần. Thế à? 27 tuổi, ngày 2-3 lần. Có con chưa em? Đã có rồi. À thế à, có con rồi. Hiện tại em làm gì? Em lái xe chị ạ. À, lái xe. Thế đi vâng. Lái xe là đường ngắn hay đường dài? Đang đi chiều về. Thế trong lúc mà rong ruổi trên xe thì sao? Có nhu cầu không? Có chị ạ. Vẫn có nhu cầu. À, không tập trung vào lái xe à? Vâng, có nhu cầu nó không khó chịu. Thế và làm thế nào? Nếu như đang phải lái xe ấy. Sau trong thuốc hút xong thì bật nhạc to xong tí là hết. À, bức xúc quá đúng không? Vâng. Thấy nó bức xúc trong người thế là bật nhạc to lên và hút điếu thuốc. Thế rồi là vâng. Nó cũng giảm xuống nhỉ? Thì đấy là một cái cách để mà làm giảm nhu cầu xuống. Thế còn cái cách khác là cũng có thể nhé, là bật nhạc to lên. Ví dụ có khách ngồi mà mình bật nhạc to quá thì cũng có thể phiền đến khách, thì mình dừng lại và xin phép đi ra ngoài ấy, vận động một tí thì nó cũng giảm bớt cái nhu cầu đấy đi. Ừ, nhưng mà chia cho em ở đây người ta có phải gọi là bệnh lý không? Không, 27 tuổi là cái tuổi vẫn đang khỏe mà có nhu cầu 2-3 lần thì nó cũng không phải là bệnh lý. Tuy nhiên rằng là do cái tính chất công việc và mình cũng không thể thỏa mãn được. Và nếu mà cứ duy trì ngày 2-3 lần mà đều đặn thế thì đấy, em biết rằng là sau khi quan hệ xong thì nó cũng mệt. Đúng không? Thì sức khỏe nó cũng sẽ xuống. Thế thì bản thân em đã trải nghiệm rồi đấy. Do cái tính chất công việc của mình. Vì vậy là có những lúc mà đang làm việc đấy, thì nó có nhu cầu thì mình cũng đã biết làm giảm cái nhu cầu đấy xuống, đúng không? Bắt đầu nó có ham muốn và mình cắt đứt cái trạng thái đấy bằng nghe nhạc, bằng tập trung sang cái chỗ khác, bằng hút thuốc lá thì cũng không hay lắm đâu. Hút thuốc lá là cũng không hay. Thế nhưng mà nếu em thử tìm thêm các cái trải nghiệm khác như là tập thể dục này, thể dục thể thao để nó tiêu bớt năng lượng đi. Trong thể dục nó tiết ra cái hormone rất là vui vẻ và nó lại làm cho mình quên cái chuyện đi, thì cái hình thức đấy nó hay hơn là hút thuốc. Vâng. Ừ, nhá. Thế và cố gắng là tập thể dục thể thao này, ăn uống điều độ này và sinh hoạt lành mạnh, điều tiết cái chuyện kia và đừng nghĩ rằng cái cảm giác của tình dục nó là cái gì lớn lao lắm. Đúng không? Nó là một cái nhu cầu mà cơ thể cần. Và nếu có vợ thì được trao đổi tình cảm yêu thương để thỏa mãn nhau, để cảm thấy rằng là mình được hạnh phúc. Trong cái giai đoạn đấy hai vợ chồng tương tác với nhau thì như thế là thỏa mãn rồi. Được không nào? Dạ, vâng, chứ nó vâng. Không phải dạ, là một cái điều gì nó kinh khủng lắm đâu. Nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé. Dạ vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo, thính giả gọi điện từ Nghệ An phải không ạ? Vâng. À, chơi cho em hỏi vì tư vấn nghe em có chuyện cách đây hơn 20 năm, nó cứ áy náy trong người mà đến bây giờ vẫn cứ đằng xe áy náy. Vâng, anh Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu và cũng đang lắng nghe câu hỏi của anh đây. Anh có thể nói sơ qua cái câu chuyện của anh là như thế nào không ạ? Vâng ạ, em là bây giờ 50 tuổi rồi. Mà ngày xưa có một cuộc tình là lấy nhau được 7 tháng. Cô ấy bỏ cô về, tôi cũng nói không được rồi bỏ luôn, còn chẳng đập nhau đánh nhau gì cả. Vâng. Sau đó rồi cô ấy sinh con, xong rồi tôi xuống tôi chăm, tôi hỏi thăm thì cô cũng không cho. Xua đuổi, mua quần áo ấy là các thứ cũng không cho lấy, không cho mà một cái gì. Mà vẫn cứ không biết lý do vì sao đúng không ạ? Vâng, mà đứa bé 5 tuổi thì bắt đầu gặp nó để cho nó quà, nó khóc như kiểu đánh đau à. Vâng.
Thế rồi đến nay là đứa bé đó lấy chồng rồi. Tôi với cùng xin số điện thoại rồi bố con cùng nói chuyện điện thoại trong một vài năm. Sau rồi ngày cưới của nó mới báo cho bố biết. Tôi cũng để ý đến nó, tôi biết cái tính của mẹ nó là không cho gặp. Ngày cưới của nó thì tôi cũng kêu nó ra để có món quà nhỏ cho nó, góp nhóp là cây vàng tặng cho nó, nhưng mà nó không lấy. Nó bảo bố để rằng còn em mà ngăn học. Mà đến bây giờ nó đã cưới xong rồi mà điện nó không cầm máy, cứ áy náy không biết tại sao đây, hỏi anh Đoàn tiếng à. À, tức là anh áy náy trong cái chuyện mà con mình không nhận quà cưới phải không ạ? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Rồi, xin chào bố cháu. Thế xong rồi, cái hồi ấy là lấy bà là có đăng ký kết hôn không đấy? Không có ạ. Cứ tự lấy nhau về, thế xong không ở được thì tự đưa nhau đi thế thôi đúng không? Vâng. Thế sau đấy thì mình có lấy vợ không? Một năm sau mình lấy vợ, bây giờ hai đứa con đang học đại học ạ. À, thế hả? Gia đình vẫn hạnh phúc vui vẻ chứ hả? Vâng. Rồi bà xã sau này có biết cái đoạn mối tình trước của mình không? Có biết từ đầu luôn ạ. Bà ấy có ghen tuông chê trách phàn nàn gì không? Bà cũng mà bắt mua đồ quần áo đưa đến cho con bé rồi. Vấn đề hỏi thăm con bé nhưng mà bà kia không cho. Tốt quá, tốt quá. À thế tôi hỏi một chút là cái bà kia ấy, sau khi mà bà cứ đùng đùng bà bế con đi, bà không nói lý do là tôi căm thù ông, tôi ghét ông hay là thế nào, thì rồi bà bỏ về nhà bà ngoại hả? Vâng, bà chỉ nói là không thích sống với ông, là tôi với ông thích sống với nhau là tôi về vậy. Ồ, sau đấy bà có lấy được ai? Đói, không ở vậy luôn, bà thế tính ngang lắm. Rồi, thế đấy cũng là một cái người mà có cái cá tính mạnh đấy. Thôi chuyện nó qua rồi, cái lý do chính xác làm sao mà bà ấy không ở với anh nữa thì chỉ có bà ấy biết thôi, đúng không? Thế thôi thì mình cũng có một đứa con, về cách ứng xử của anh tôi thấy cũng được. Mình không phải là người vô trách nhiệm. Mình cũng mong muốn khi mà sinh con cũng có cái trách nhiệm là gọi là thăm nom con, nhưng mà bà ấy không cho. Rồi mình cũng vẫn cứ dõi theo con. Thế rồi là đến lúc con trưởng thành, bản thân tư cách là người bố, mình cũng thấy áy náy là không làm được gì cho con, cũng gom góp được quà để cho con, cũng như là một cái sự bù đắp. Thực ra thì nếu mình là cái người làm ăn lương thiện bình thường thì một cây vàng cũng cả một vấn đề đấy, chứ cũng không phải là dễ dàng gì đúng không? Nhưng mà vẫn cho con như là một cái tấm lòng người bố mong muốn là để bù đắp. Cả hai nữa là biết thế mà cái chị vợ của anh hiện nay cũng là một người hết sức đàng hoàng tử tế. Nếu như người khác người ta bảo rằng là mẹ nó có cho anh gặp đâu, rồi là có đi lại có tình cảm gì đâu thì kệ nó rồi vân vân, thì rồi chị sẽ ngăn cản cái chuyện là anh tặng quà, chị bảo để đấy còn lo cho con học, giống như là con gái anh nói đấy. Thế thì về phía anh cũng như là phía bà xã về sau này phải nói là tuyệt vời, rất là tốt. Thế còn thì cháu gái thì thứ nhất là cũng nói thật là vì lớn lên chỉ biết mang máng là đấy, qua vài lần sau này mình gọi điện rồi mới nhắc nhở chuyện bố con, chứ còn sinh ra lớn lên đã không có bố ở bên cạnh ấy, mà không được ở gần nhau, không được chăm sóc, không được nuôi dưỡng từ bé thì cái tình cảm nó nhạt lắm. Thật ra thì một đứa con nuôi, nhưng mà mình nuôi từ bé tí bé xíu ấy, thì rồi lớn lên nó vẫn cứ có cái tình cảm. Thế còn con ruột đi chăng nữa, nhưng mà mình không chăm không nuôi nó cũng xa cách, rồi sau này kể biết thế hóa ra là ông ấy là bố tôi chẳng hạn, thì biết vậy. Thế vì tình cảm nó không có cho nên là nó cũng không có được cái mặn nồng. Cái điều thứ hai là nó cũng nhận thấy món quà tương đối to. Anh cũng không phải khá giả gì mà anh lại còn các em của hiện nay cũng còn đang đi học, cháu nó không nhận thì cũng không có làm sao cả. Rồi đặc biệt là gia đình nó có khá không, gia đình chồng ấy? Là cũng khá. Gia đình chồng thì cũng khá, nên nỗi nó cũng không cần thiết lắm. Cái đoạn mà cháu nó vẫn liên lạc với anh ấy thì đấy là thôi, các cháu nó còn trẻ, đầu óc nó cũng không có hẹp hòi, thì nó nhận vậy, chứ còn chắc là mẹ không đồng ý thôi. Anh không phải áy náy, về phía lương tâm của mình không đến nỗi nào, mình cũng tận tình, mình có phải là vô trách nhiệm và bỏ rơi con đâu, nhưng mà vì hoàn cảnh, thứ nhất là không được làm bố, đúng là mình không được làm bố chứ không phải là mình chối bỏ trách nhiệm, đúng không? Mình duy trì cái liên lạc điện thoại, thỉnh thoảng bố con gọi điện hỏi với nhau xem là đợt COVID nó không nhắc máy rồi, áy náy ạ.
thôi không sao, nước mắt chảy xuôi, mình thương con hết lòng, còn con nó dành cho mình được mức nào thì mình hay nước đấy. Lòng mình là một người cha, mình cũng muốn rằng là không có cha nào, mẹ nào lại bỏ con, thế còn con thì có thể bỏ cha, còn cha thì không. Thế mình không được gì phải áy náy. Giá như mà nó nghèo, nó khó, nó lấy chồng, bây giờ mấy lần nó gọi điện, bố ơi con đói quá này, con xin mấy triệu này để con mua sữa cho cháu, thế mà bố lờ đi thì bố mới áy náy. Chứ còn mình tận tình, chu đáo mà nó không đón nhận thì thôi, không sao cả. Mình cũng còn nhiều thứ mà phải lo. Đúng là như là thì, cháu nó cũng nói là ấy nấy từ nó anh ạ, trước đây 20 năm về trước là thấy vừa bỏ về là thấy ấy nấy, trong vòng 1 năm sau mình mới lấy vừa, là 1 năm đó là cứ kiểu như thần kinh ấy. May mà thần kinh mình tốt chứ không có rồi cũng trở thành con người xấu. Thật ra thì để mà lý giải là làm sao mà lại như thế không thì lý đúng, giải được. Không lý giải được và thôi lý giải được. Cứ cho rằng là mình có duyên nhưng mà chẳng có nợ gì với bà, cho nên chỉ ở với nhau được thế là mình đã trả hết nợ trần rồi. Thế nên là giải thoát cho bà, mà bà thì cũng là cái người có cá tính mạnh, không phải là bỏ mình để mà bà đi lấy ai. Rồi, không sao anh ạ, anh ứng xử như thế là thấu tình, thấu lý rồi. Mình không chối bỏ trách nhiệm nhưng mà người ta không đón nhận và con nó cũng không đáp lại, không sao cả. Nhá. Vâng ạ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Thì cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, chúc anh vui khỏe gia đình nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Từ những chia sẻ của anh Đinh Đoàn thì hy vọng rằng là anh sẽ cảm thấy thoải mái và cũng bớt đi nhiều cái áy náy trong lòng. Xin cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Phú Thọ. Alo, thính giả của điện từ Phú Thọ phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Cho em xin hỏi là con em năm nay là 11 tuổi. Vâng. Đẻ được 1 tháng 10 ngày thì là cháu bị thoát bị bẹn đấy. Vâng. Xong đến 2 tuổi thì là cháu đi mổ. Thế bây giờ vài cứ một bên một hòn cà nó lên một hòn cà xuống đấy. Thế em hỏi là xem là nay mai để cháu có về con cái nó có thế không ạ? Vâng, câu hỏi của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, em chào chị. Vâng, chị hỏi cho con chị là cháu nó đã mổ thoát vị bẹn, đúng không ạ? Vâng, vâng ạ. Cái năm 2 tuổi. Năm 2 tuổi. Vâng, thế khi đấy là cái ruột nó cứ xa xuống. Xong là người ta phải, vâng, người ta phải mổ để phục hồi, người ta gọi là mổ phục hồi thành bụng ấy, để cho cái ruột nó không bị xa xuống. Thế nhưng mà bây giờ thì con 11 tuổi rồi, thì chị cứ thấy rằng là hai cái quả cà ấy, nó cứ lên lên xuống xuống à? Không, một bên thì nó ỉnh nguyên, còn một bên nó cứ lên cao lên ấy. Một bên ở cái bên mổ ấy, nó cứ lên cao lên. Vâng, đúng không? Vâng. Thế thì có thể là nó do cái ảnh hưởng của cái mổ phục hồi thành bụng ấy chị ạ. Của cái mổ kia kìa. Tức là ở giữa cái chỗ phần bẹn ở phía bên trong ấy, nó có một cái dây chằng để nó ngăn cách ổ bụng. Thế thì cái bụng đấy với cả cái vùng bìu thì nó cứ xa xuống nhá, nó yếu, và bây giờ người ta phải mổ để người ta phục hồi nó lại. Thế thì có thể rằng là ở bên đấy cái phần mà phục hồi nó như thế nào đấy thì nó cứ hơi cao hơn bên kia. Nhưng mà hai bên nó có to bằng nhau không? Nó to đều bằng nhau thôi. Ừ, to đều bằng nhau và đi tiểu riết là không có vấn đề gì. Vâng, cái hôm mấy giờ thì nó kêu đau muốt ở đầu chim ấy. Thế thì em mới gọi hỏi ấy. Gọi hỏi xong là làm sao? Xong từ hôm mấy giờ thì nó buốt mất mấy ngày thôi, nhưng mới xong nó khỏi rồi. Thế xong rồi cứ để tự khỏi, không đưa đi khám à? Em bảo nó đi khám thì nó bảo là nó xấu hổ, nó chả đi. Thôi thì khi nào tiện ý, mà thuận lợi ý, thì cứ cho cháu nó đi khám một cái. Khám thì có thể là người ta chỉ siêu âm thôi, nhẹ nhàng thôi. Vâng. Thì để xem là cái bên mà phục hồi thành bụng ý, cái bên mổ ấy, nó có vấn đề gì không? Vì nó cũng gần chục năm rồi, đúng không? Thế và đặc biệt rằng là mình kể ra cái lần mà bị đau buốt đầu chim ấy là lý do gì? Và chị có kiểm tra không? Cháu nó có bị hẹp bao quy đầu không? Em không cho đi kiểm tra bao giờ. Không, mình kiểm tra được mà. Vâng. Mình có kéo được cái da ấy ở phía đầu chim của cháu ấy lên trên cao không? Nó bảo cũng có ấy.
Nó bảo á, thế lúc nào mới 11 tuổi vẫn dỗ được mà. Vâng. Lúc nào bảo để mẹ kỳ lưng cho con. Thế xong là vào kỳ lưng xong rồi tự mình quan sát thêm một chút. Chứ còn 11 tuổi thì cũng chưa rõ ràng lắm. Đúng không? Mình phải quan sát. Thứ nhất là bên cao bên thấp thì nó là cao thấp là bao nhiêu. Hai bên nó có đều nhau không? Mình cho tay vào mình sờ sờ. Và cái nữa rằng là xem cái bao quy đầu của cháu nó có kéo lên được không? Thì cái việc đấy nó ảnh hưởng đến cái vệ sinh của cháu ấy. Và sau này nó cũng có thể gây ra những cái viêm nhiễm. Nếu mà nó vẫn còn hẹp nhá, thì mình giải quyết sớm thì nó tốt hơn. Vâng. Nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ, em đây ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi chương trình là trước đây em và chồng em đã kết hôn với nhau trong thời gian và hiện tại là vợ chồng em đang có 3 đứa con. Cách đây 3 năm, gần 3 năm, vợ chồng em có ly hôn. Cách đây 1 năm thì chồng em muốn quay lại với em, xong rồi em có đồng ý vì nghĩ đến con, 3 đứa con. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà để cho cả hai có cơ hội quay trở về với nhau ấy, nhưng mà chồng em vẫn liên lạc với người phụ nữ khác. Sao mình lại biết chuyện đấy? Dạ, con em về nói chuyện với em. Em đi làm, vâng ạ, em đi làm, bạn ấy đi làm về thì bạn ấy nói chuyện với em. Thì con em về nói chuyện với em. Thế là em cũng có nói chuyện rõ ràng với chồng em và em nói rằng là anh phải dứt khoát cái mối quan hệ này đi nếu như là muốn có gia đình trở lại em giống như lúc trước. Còn anh cứ dây dưa như này em nghĩ là chúng ta sẽ không có một cái kết quả nào tốt đẹp cả. Buổi tối hôm đấy là bọn em có xảy ra cái mâu thuẫn là có cãi vã nhau. Xong rồi từ hôm sau là bọn em không còn liên lạc gì với nhau nữa, cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Thì một tuần sau em có gọi điện cho bạn ấy là em muốn nhờ bạn ấy gửi cho một số giấy tờ để em giải quyết ấy. Là bạn ấy nhắn tin cho em là chắc là hai vợ chồng bằng tuổi đúng không? Không ạ, chồng em hơn em 5 tuổi. Dạ vâng ạ. Thế là chồng em bảo là em tự lo cho cuộc sống của mình đi, anh có người khác rồi, anh sẽ lấy người ta. Thì em cảm thấy rất là hụt hẫng và bị tổn thương đúng không ạ? Vâng ạ. Tại vì là khi mà mình đã cho người ta một cơ hội mới rồi, nhưng mà đến lúc bạn ấy lại quay mất 180 độ, em cảm thấy là bạc với em quá. Nên là em muốn chương trình tư vấn giúp cho em xem là em có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Nhưng mà hôm nay em lại nhận được một cái tin là anh đấy đã có người khác rồi mà, đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ thì mình mong muốn điều gì nữa? Vâng, đến lúc mà em cho gọi điện đến chương trình thì là bọn em vẫn chưa đến cái mức độ đấy. Nhưng mà đến hôm nay mới nhận được cuộc gọi từ chương trình ấy, thì là mọi chuyện nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ. Em cũng muốn là chuyên gia tư vấn liên lạc giúp em vậy ạ. Vâng, bạn cũng phải thông cảm tại vì là cái số lượng câu hỏi các thính giả gọi điện về chương trình mỗi ngày của chúng tôi nhận được rất là nhiều. Nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp để mới có thể là kết nối được với các thính giả. Cũng rất là mong các thính giả trong cả nước thông cảm với chương trình Cửa sổ tình yêu. Vâng, về câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên dành cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào em, anh nghe câu chuyện rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi em ơi? Dạ em 33 tuổi. Ôi 33. Thế xong rồi cứ thấy hai đứa cứ gọi cái anh chồng là bạn ấy, mình lại tưởng là hai đứa mới đang 19 đôi 10 với cậu ấy với bạn ấy. Nói chung chắc là vợ chồng cũng cứ vui vẻ, nếu mà không có vấn đề thì cũng còn cậu tớ với lại vân vân đúng không? Cũng rất là bình đẳng. Mấy cháu rồi em ơi? Dạ em được 3. 3 cháu, bé nhất là mấy tuổi? Dạ bạn bé nhất là cháu đang học lớp 3. Ồ thế rồi cơ à? Thế vâng là chứng tỏ mình cũng lấy chồng cũng sớm đúng không? Vâng ạ, em sinh cũng dày bởi vì là 20 tuổi em lấy chồng xong rồi là em... Xong rồi cứ đẻ liền liền năm nay là 12 năm 3 đứa. Rồi. Vâng ạ.
lần trước ấy là mình ly hôn là vì lý do gì nhỉ? Vì lý do bạn ấy ngoại tình. À, bạn ấy ngoại tình. Thế và mình thì không thể tha thứ được. Em tha thứ rất là nhiều lần rồi. À, khi mới cưới bạn ấy cũng có liên lạc với người cũ. Ừ. Xong rồi khi mà có con gái lớn, bạn ấy cũng có liên lạc với người phụ nữ khác. Ừ. Xong rồi đến em sinh bạn thứ hai thì là bạn ấy cũng lại liên có lạc người rồi khác. Làm quen với những người phụ nữ khác rất là nhiều. Được. Mẹ chính, mẹ đẻ em và mẹ chồng ấy còn được nghe trực tiếp cái người phụ nữ ấy gọi điện cho em nữa cô. Ừ. Trong đêm. Thôi được. Xong rồi. Hỏi thế để biết rằng nó có đáng không, hay là mình lúc ấy mình tức quá, mình vội vàng quá, mình ly hôn rồi anh mới chỉ có chẳng may có chót dại một lần mà mình đã làm quá đáng. Nhưng mà thôi kể thế thì được rồi. Thế xong rồi ly hôn xong mình nuôi mấy đứa con hay ba đứa mình nuôi cả? Dạ không ạ. Khi mà ly hôn thì là em đi học ở trên Hà Nội luôn. Ừ. Khi lúc mà ly hôn xong thì là em đi bằng hai bàn tay trắng, em không có gì. Nhà cậu cũng không có. Không có một cái gì cả thì là em tạm thời em nhờ mẹ chồng và chồng nuôi giúp cho ba đứa. Ồ, thế khi, à? Khi về Hải Dương thì là em lại nuôi một bạn. Ừ. Thế xong rồi bây giờ cuộc sống của mình trở lại đi làm chưa? Dạ rồi ạ. Thế xong rồi mình nói là sau đấy vợ chồng lại quay trở lại với nhau vì nghĩ rằng vì con. Thì quay trở lại mình lại về nhà chồng sống hay là mình sống ở đâu? Em chưa, em vẫn ở nhà bố mẹ. Tức là quay về xong mình quay về kiểu gì? Bạn ấy về xin lỗi gia đình nhà em. Thế xong rồi ở luôn với lại mấy mẹ con bọn mình? Bọn em vẫn chưa quay lại về chính thức. À, tức là cho nhau cơ hội cũng nếu mà đôi bên trong thời gian thử thách mà thấy là còn cần nhau, thấy rằng là có thể nối lại được, tha thứ được. Về phía mình thì mình cũng sau một thời gian là tự nhiên một mình một nách mấy đứa con, mình thấy nó cũng tất nhiên là trước là bị chồng phản bội thì đau khổ rồi, nhưng mà chia tay nhau rồi nhìn thấy ba đứa con cũng dày dày lóc nhóc, xong rồi mỗi đứa một phương thì cũng thấy tội, thì mình cũng đã mềm lòng mong muốn là thử lại, nhưng mà rồi anh ấy vẫn chứng nào tật ấy đúng không? Dạ, vâng ạ. Và ngay cả trong cái giai đoạn thử thách này mà vẫn còn phạm tội. Thôi thì người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chắc là cái tính của anh là tính ngoại tình kinh niên. Nó không phải là bỏ là một cái căn bệnh cấp để mà có thể điều trị triệt để được. Vâng ạ. Anh cũng đã nói thẳng là thôi bây giờ em tự lo cuộc sống của em đi, rồi anh có người khác rồi. Thì đấy cũng là một câu trả lời để mình thôi. Nếu trước đấy mình còn một chút tia hy vọng thì bây giờ mình lại trở về, mình cũng không còn mất gì hơn nữa. Cái thất vọng mình đã thất vọng rồi. Cái lần mà đưa nhau ra tòa, chia tay nhau từng đứa con ấy, nếu có khóc cũng khóc nhiều rồi, bây giờ cũng chẳng còn thời gian, bạn không còn nước mắt mà khóc nữa. Thôi thì thứ nhất mình cũng còn trẻ. Và xác định bây giờ là mình sẽ nuôi mấy cháu? Dạ em hiện tại đang nuôi một cháu ạ. Cháu lớn hả? Cháu thứ hai là cháu lớn, là cháu bé nhất thì đang ở với bà nội và bố. Ừ, chia thế có dựa vào cái gì không? Thường thường thì cái đứa bé nó cần mẹ nhất đấy. Thế thì nói chung là bạn ấy thì nhà chỉ có một mình con trai nên không cho em nuôi con trai, mà chỉ đồng ý cho em nuôi con gái thôi. Ôi hay nhỉ, ba đứa này, đứa đầu và đứa út ấy thì là trai, cho nên bà nội nhận bà nội nuôi đúng không? Vâng ạ. Ừ, còn cái đứa thứ hai là con gái ở giữa đấy. Đấy, cái đó cũng là một cái mà để mình thấy rằng là không chỉ bạn chồng mà cái gia đình chồng giữ hết lại con trai, còn con gái thì hất đi rồi, vợ cũng chả cần, con gái cũng không cần, thì cái đấy rất là buồn. Không sao cả, các con của mình thì hiện nay đang được sống với bố cháu và với ông bà nội, chắc cũng sẽ được chăm sóc tốt thôi, chứ cũng không đến nỗi người ta bỏ liều gì con mình. Chỉ có bản thân mình thì lúc này cái khó khăn nhất chính là mình chưa vượt qua được, chưa chấp nhận được cái hoàn cảnh đang có chồng, đang có ba đứa con, đang mọi sự ngon lành, mà giờ tự nhiên lại gia đình nó như thế này thì mình nói chống chánh thôi. Nhưng mà thôi, dần dần thời gian nó cũng làm cho mình ổn đi. Công việc tốt hả? Công việc dịch tiếp thế này vẫn chạy đều đều đúng không? Dạ không ạ. Hiện tại thì là em chỉ là một công nhân thôi. Ừ. Chứ bình thường thì cái ngày được nghỉ thì em sẽ đi buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập. Ừ. Để làm cho con. Mà bây giờ thì hình như thế này thì là em chỉ làm thăm công ty thôi ạ. Thì vẫn làm công ty tháng 8-9 triệu gì đó đúng không? Nếu cố gắng làm thêm ca thì cũng được 10 triệu. Mình dựa được rồi ông bà ngoại không? Dạ em không ạ, mẹ em thì mất rồi. Ừ. Bây giờ là hai mẹ con ở đâu? Em đang ở nhà bố. Ở với ông ngoại, đừng nói là ở nhà bố. Vâng ạ. Hai mẹ con ở nhà ông ngoại ạ. Ừ. Ông khỏe không? Dạ bố em rất là khỏe ạ. Ừ. Rồi ông có đưa con nhà mình đi học được chẳng hạn, ông cứ chở xe đạp xe máy cháu đến trường rồi mình có đi làm cả ngày cũng không có sao cả. Vâng ạ. Ừ. Con với lại con em cũng lớn rồi, bạn ấy tự chủ động đi học được rồi, cũng nấu cơm được rồi, cũng không phải lo lắng gì cả.
thôi trong cái không may nó có cái may ông thì cũng ríu rít có thêm đứa cháu. Bố nó có liên lạc với cái con bé mà mình đang nuôi không? Dạ không ạ, chỉ có con em tự liên lạc với bố nó thôi. Con thì tự gọi bố, chứ còn bố thì đang mải bận đi tìm cô khác đúng không? Vâng ạ. Thôi, ổn định cuộc sống đi. Quan trọng nhất bây giờ mình giữ gìn sức khỏe. Bởi vì mình mà chỉ cần đang nghỉ mà ốm mà không có tiền lương ấy thì con cũng khổ rồi. Ở thì ở với ông rồi, nhưng mà còn cái kinh tế thì cũng phải có tự lập đúng không? Dần dần rồi mình nó cũng nguôi ngoai cái chuyện này đi. Rồi mình cũng sẽ lúc biết đâu mình gặp được một người mà lại thương mình. Thật ra cũng phải nói thật là một người con gái mà mới 32 tuổi mà ly hôn nhưng nuôi một đứa con gái ấy, cái cơ hội đi nó cũng nhẹ gánh hơn đấy. Thôi thì mình cũng cứ nhìn đến cái tích cực để mà mình hướng tới. Còn con mình thì cũng sẽ là con mình, hai đứa kia nó ở với bố với ông bà nội rồi lớn lên thì con mình nó sẽ về với mình ấy mà, đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai. Và hy vọng rằng là có lúc mình sẽ gặp được một người thương mình, chấp nhận, kết nối với mình. Mình còn trẻ lắm, nhiều cô 32 đã có chồng đâu, đúng không? Thế mà mình lấy sớm thì cho nên là mình đã lãi tận 3 đứa con rồi còn gì. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúc cho bạn mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh của mình và sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chương trình, em vâng. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hưng Yên. Alo, thính giả gọi điện từ Hưng Yên phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Em thì nó mình kiểu là bị rối loạn cương dương ấy. À, rối loạn cương dương. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay em 33 rồi. Vâng, 33 tuổi, và những cái biểu hiện như thế nào mà lại cho là mình bị rối loạn cương dương? Nhất là thời gian đầu thì nó hay dự định là sớm, nhưng về sau thì nó lại kéo dài. Nó kéo dài ra một thời gian, bây giờ nó lại có hiện tượng là nó lúc quan hệ nó ra ấy thì nó lại yếu, nó lại xỉu đi. À, thế à. Vâng. Nó chưa đến đạt được cái gì thì nó xỉu rồi, nó bây giờ nó tượng nó lại kéo dài. Vâng, trong cái quan hệ với vợ thì nó không được như ý mình mong muốn đúng không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Ơi chị, chào em. Em có tả về cái tình trạng sức khỏe của em là như thế này. Trước kia thì nó kéo dài được. Tức là một cuộc tình nó khoảng vài ba phút à? Vâng, nó vừa vài ba phút. Thế và đến bây giờ thì nó chưa kịp làm gì thì nó đã xỉu xuống rồi. Vâng, vâng. Đúng không? Có con chưa em? Em có một cháu nhỏ được 3 tuổi. Thế thì có thuốc lá, thuốc lào rồi rượu chè gì không? Những cái món đấy thì em lại không dùng. À, không dùng. Thế và vẫn như vậy. Ở 33 tuổi mà chưa đi đến chợ đã hết tiền thì là cũng nghiêm trọng rồi. Nhè. Vâng. Nếu mà độ 60 tuổi thì thì thôi kệ nó. Thế nhưng mà 33 và lại mới có một con, chắc là rồi cũng hy vọng là có một em bé nữa. Thế mà cái tình trạng mà cứ chưa đi đến nơi đã hết tiền thì nó cũng khó khăn. Đúng không? Vậy thì để mà biết được nguyên nhân làm sao ấy, rõ ràng nó không bình thường, thì mình phải đi khám. Và khi đi khám thì phải làm các cái xét nghiệm ấy. Cận lâm sàng nó cũng nhiều thứ lắm. Đấy, đi khám nam học, chuyên về cái sức khỏe nam học của mình. Thì rồi người ta mới chẩn đoán được ra nguyên nhân và điều trị sớm đi. Thì nó khắc phục được và nó nhanh có hiệu quả em nhé. Vâng, bây giờ cái bệnh lý của em này thì nên khám ở cái nơi nào? Có rất là nhiều nơi khám, ví dụ như là bệnh viện Việt Đức này, có cái khoa nam học, hoặc là bệnh viện phụ sản, họ cũng có mở thêm cái khoa nam học rồi. Thì đấy là những cái nơi mà họ khám về nam học từ lâu rồi nhá. Em có thể đến cái nơi nào mà em thấy nó phù hợp với em. Như cái hiện tượng của em mà như thế mà nó điều trị thì nó có phức tạp lắm. Phải tìm hiểu nguyên nhân em ạ. Phải tìm hiểu nguyên nhân. Đôi khi nó mới xuất hiện và nó chỉ là rối loạn nội tiết thôi thì có thể người ta sẽ cho bổ sung. Thế nhưng mà nếu nguyên nhân nó sâu xa và nó nặng và phải can thiệp nhiều thì nó sẽ khác, và cho dù như thế nào thì vẫn cứ phải điều trị, cứ từng bước một nhá. Vì cái sức khỏe đó là quan trọng lắm, cho sức khỏe của mình và cho hạnh phúc gia đình nữa. Cho nên là không được bỏ qua, không gì quan trọng hơn sức khỏe đâu em nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm tìm ra được bệnh và chữa khỏi bệnh cho mình.
Các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện với sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thanh Huyền dẫn chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sáng chủ nhật tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625.